Mẹ cho 8.000 đồng. Chốt. Rồi. Trong túi đang có mấy ngàn? Mấy ngàn? 8.000. Chốt chỗ đó chưa? Rồi. Bắt đầu mua bút. Một cây 2.000. Chốt cái chỗ này luôn chưa? Mua 5 cây hết bao nhiêu tiền? 10.000. Làm sao biết? Tại vì đấy 5 nhân cho 2 là giờ 1. Chốt. Bắt đầu. Vậy mẹ cho nhiêu đó có đủ tiền không? Có. Có đủ tiền không? Có đủ tiền không? Không. Sao không? Tại vì mẹ cho 5 cây 10.000, bây giờ cho có 8.000 mà đủ cái gì? Vậy con mắc nợ mấy ngàn? Lấy 8.000 trừ đi 10.000. Nợ mấy ngàn? Nợ 2.000.